Hai, đó là giới thiệu một cái quy trình điều trị mới dành cho các răng vĩnh viễn chưa đóng chóp. Đó là nội nha tái sinh. Mục thứ ba, chúng ta sẽ xem cái phần cơ sở sinh học dựa trên cơ sở nào mà cái việc điều trị nội nha tái sinh nó có thể đạt được thành công. Mục thứ tư, chúng ta sẽ xem các kết quả sơ điều trị, vì gồm có các kết quả trên lâm sàng cũng như là kết quả về nghiên cứu mô học. Và phần cuối cùng chúng ta sẽ dành để trao đổi thảo luận. Đặt vấn đề, chúng ta sẽ rất hay gặp các trường hợp răng vĩnh viễn mà tùy hoại tử và chóp răng chưa kịp đóng. Chúng ta có thể gặp trên những răng nó có các tổn thương do chấn thương, các răng tổn thương do sâu. Hoặc một trường hợp này, một trường hợp rất phổ biến, đó là những cái răng hàm nhỏ có cái núm phụ mặt nhai. Và cái núm phụ mặt nhai này nó khi bị sang chấn, bị gãy vỡ thì nó sẽ lộ cái mô tủy ở bên trong và nó tạo thành đường vào cho vi khuẩn thâm nhập gây hoại tử tủy răng, và cái từ đó thì cái quá trình hình thành chân răng cũng bị dừng lại. Nên do vậy những cái răng này sẽ là răng vĩnh viễn chưa đóng chóp và tủy hoại tử. Chúng ta có lựa chọn điều trị cho những răng vĩnh viễn chưa đóng chóp tủy hoại tử. Ở đây là kỹ thuật đóng kích thích đóng chóp pacification. Và chúng ta sẽ cần phân biệt với một kỹ thuật là apexogenesis, là cái làm kỹ thuật mà tủy răng ở trường hợp này chưa hoại tử hoàn toàn, nó có thể gặp sang chấn bộc lộ tủy hoặc là do sâu răng. Đấy, tuy nhiên thì tủy răng vẫn còn tính sống và chúng ta sẽ bảo vệ cái phần tủy sống này để cái phần chân răng tiếp tục hình thành. Tuy nhiên ở những trường hợp mà răng tủy đã hoại tử hoàn toàn, chúng ta thấy tùy hoại tử hoặc thậm chí là chóp răng có các tổn thương viêm quanh cuống hoặc là áp xe, thì lúc này kỹ thuật điều trị là kích thích đóng chóp apexification. Thuật đóng chóp sử dụng hai loại vật liệu chính cổ điển là canxi hydroxit. Thì ở đây bác sĩ điều trị bằng canxi hydroxit sẽ làm sạch ống tủy và đặt canxi hydroxit trong lòng ống tủy, và cái thời gian điều trị với thuốc đặt canxi hydroxit sẽ tương đối lâu, thông thường sẽ cần từ 6 tháng cho tới 12 tháng để tạo được một cái hàng rào ở vùng chóp răng, một lớp mô cứng như một cái nút chặn chóp. Và cái điều trị bằng canxi hydroxit thì có nhược điểm là bệnh nhân sẽ cần định kỳ khám 3 tháng một lần. Và quá trình tái khám để làm gì? Bác sĩ khi này sẽ chụp phim X quang và nhờ vào cái tính chất cản quang của cái thuốc đặt canxi hydroxit trong lòng ống tủy, thì bác sĩ sẽ thấy được là cái canxi trong ống tủy này nó đã bị rửa trôi hay chưa, wash out hay chưa. Thì lúc đó bác sĩ sẽ thay thuốc đặt một lớp canxi mới trong lòng ống tủy để duy trì cái đặc tính hóa học của canxi để kích thích sinh chóp, kích thích đóng chóp, xin lỗi. Và do vậy thì việc điều trị đóng chóp bằng canxi hydroxit có nhược điểm là phải đi lại nhiều lần, có thể lên tới 6 lần hẹn và thời gian điều trị rất lâu, có thể tới 18 tháng. Thì do vậy là tỷ lệ thành công sẽ phụ thuộc vào mức độ hợp tác của bệnh nhân. Hơn nữa, việc đặt canxi hydroxit trong ống tủy dài hạn cũng có một cái yếu tố tiêu cực, đó là ảnh hưởng đến độ cứng của ngà răng. Một cái nghiên cứu rất kinh điển của Andreasen, nghiên cứu trên lâm sàng với số lượng răng rất là lớn. Đây thì tác giả nhận thấy rằng là nếu như chúng ta đặt canxi hydroxit thời gian càng dài thì cái độ cứng của ngà răng sẽ giảm. Và ở đây thì tức là xin lỗi, đây là một nghiên cứu không phải trên lâm sàng, nghiên cứu ở trong phòng thí nghiệm. Tác giả đặt canxi hydroxit và ngâm nó vào trong dung dịch nước muối sinh lý và phân thành các nhóm theo thời gian, thì chúng ta nhận thấy rằng là canxi hydroxit đặt càng dài thì độ cứng của ngà răng sẽ càng giảm. Ví dụ như là đặt canxi trong thời gian tới 30 ngày thì độ cứng sẽ khác với nhóm đặt canxi từ 60 tới 180 ngày. Và tác giả cũng nhận thấy rằng là nếu như chúng ta đặt canxi từ khoảng 1 năm trở lên thì độ cứng của ngà răng sẽ giảm đi một nửa so với thời điểm ban đầu.
Thì lý do đó cho nên chúng ta có một cái lựa chọn khác để kích thích đóng chóp, đó là sử dụng vật liệu bằng MTA. Thì sử dụng vật liệu MTA thì có ưu điểm là hạn chế được rất nhiều đặc điểm của canxi, ví dụ như là tính chất dễ bị rửa trôi. MTA khi đông cứng thì nó sẽ tạo nên một nước hàng rào nút chặn chóp tương đối cứng, và trên đó chúng ta có thể hàn các vật liệu hàn kín ống tủy như cutapecan nóng chảy và sealer. Chúng ta không cần phải đợi 6 tháng đến 18 tháng để có một cái hàng rào chặn chóp. Thì ở đây tôi có một cái video về một cái trường hợp sử dụng MTA để làm nút chặn chóp. Chúng ta sẽ cùng xem cái video này. Như vậy là chúng ta vừa xem một cái clip về kỹ thuật đóng chóp bằng MTA. Thì MTA cũng giải quyết được nhiều cái nhược điểm của canxi khi sử dụng vật liệu đóng chóp. Tuy nhiên thì nó đều có một cái nhược điểm mà cả canxi rosid hay MTA đều không giải quyết được. Đó là cái việc khi đóng chóp bằng các vật liệu nhân tạo như vậy thì cái chóp răng nó sẽ ngừng phát triển. Chóp răng khi ngắn thì nó sẽ không thể tiếp tục dài ra, cũng như là cái thành ngà răng của chóp răng sẽ rất là mỏng. Một nghiên cứu của Sveck theo dõi trên 885 răng. Tác giả có phân chia các răng này theo các nhóm liên quan đến mức độ phát triển của chiều dài chân răng. Ví dụ nhóm thứ nhất
thì ước lượng là chiều dài chân răng ngắn hơn 1 phần 2 so với cái chiều dài khi trưởng thành. Cái nhóm thứ hai là khi răng đạt tới 1 phần 2 chiều dài. Nhóm thứ ba là khi răng có chân răng đạt hình thành đạt 2 phần 3 chiều dài. Nhóm thứ tư là khi chân răng đã đạt chiều dài trưởng thành, tuy nhiên thì chóp răng vẫn mở. Và nhóm thứ năm và nhóm cuối cùng là chân răng hình thành đầy đủ và có đóng chóp. Thì tác giả nhận thấy rằng có mối liên quan chặt chẽ giữa tỷ lệ chân răng gãy với mức độ phát triển của chân răng. Và chúng ta thấy là ở nhóm mà chân răng phát triển kém nhất là nhóm thứ nhất thì có tới 77% chân răng sẽ gãy. Và ở nhóm mà có mức độ chân răng phát triển trưởng thành và mức trưởng thành đạt cả đủ kích thước về chiều dài cũng như là đã đóng chóp thì chỉ có 2% chân răng bị gãy thôi. Một cái ví dụ trên lâm sàng, một cái răng được điều trị đóng cuống bằng canxi hydroxit và theo dõi sau 1 năm 3 tháng thì ta thấy là cái hình ảnh tổn thương xung quanh cuống đã có tác giả báo cáo là có lành thương. Tuy nhiên thì trong thời gian theo dõi thì thấy chân răng là đã gãy. Thì do vậy, về lập ra là chúng ta cần tìm một cái lựa chọn, cái điều trị nào có thể giải quyết được cái vấn đề chân răng chưa đóng chóp cũng như là thành ống tủy rất mỏng và có thể nguy cơ gãy khi thực hiện chức năng trên lâm sàng. Thì chúng ta sẽ xem một cái lựa chọn điều trị mới trong các trường hợp này. Đó là điều trị nội nha tái sinh. Thì đây tôi sẽ giới thiệu tóm tắt cái quy trình điều trị nội nha tái sinh và chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng bước trong quy trình. Cái hình ảnh này là hình ảnh đặc trưng cho cái việc điều trị nội nha tái sinh. Đó là chúng ta đích cuối cùng là tạo một cái kích thích chảy máu ở vùng chóp răng. Và khi máu từ vùng chóp răng tràn vào trong lòng ống tủy thì nó sẽ mang theo các tế bào gốc ở vùng chóp răng. Và tế bào gốc đó sẽ có thể hình thành biệt hóa, tăng trưởng và tạo nên một cái lớp mô hữu cơ mới trong lòng ống tủy và giúp cho quá trình hình thành chóp răng tiếp tục diễn ra. Long ơi, chị ngắt lời một chút, em slide của em chưa nhấn trình bày nhé. Ủa thế em bây giờ chia sẻ hình gì hả chị? Hình cuối video em ạ. Em xin lỗi, để em xin lại. Được chưa? Chị có nhìn thấy hình ảnh slide không ạ? Có rồi. Đây, bây giờ là... Dạ. Hình ảnh ở đây là cái hình ảnh mà đặc trưng nhất trong cái kỹ thuật đóng chóp bằng nội nha tái sinh. Đó là hình ảnh mà trong lòng ống tủy có máu kích thích từ vùng chóp răng. Thì đầu tiên với mức răng vĩnh viễn tủy hoại tử chưa đóng chóp, chúng ta sẽ làm sạch cái vùng lòng ống tủy và những răng này thì dù có tổn thương quanh chóp hay không có tổn thương quanh chóp thì chúng ta đều có thể thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh. Sau khi làm sạch trong lòng ống tủy, chúng ta sẽ kích thích chảy máu bằng một cái dụng cụ sạch vô khuẩn và đưa cái dụng cụ này qua chóp khoảng 1 đến 2 mm. Thì sau khi chúng ta kích thích chảy máu thì sẽ có cục máu đông hình thành trong lòng ống tủy và trên cục máu đông này chúng ta sẽ bảo vệ bằng một lớp vật liệu MTA và trên lớp vật liệu MTA này sẽ là các lớp chất hàn vĩnh viễn thông thường như là GIC và composite. Và theo dõi theo thời gian thì chúng ta sẽ hy vọng đạt được một cái hai yếu tố, một là chân răng hình thành tiếp tục về chiều dài cũng như là thành của ống tủy dày hơn, do đó chóp răng được đóng, và yếu tố thứ hai đó là chúng ta hy vọng tái tạo được cái mô tủy ở trong răng này. Có hai cái nghiên cứu đặt nền móng đầu tiên cho cái kỹ thuật nội nha tái sinh, đó là một cái nghiên cứu thử nghiệm từ những năm 1961 của Osby. Là ông muốn thử nghiên cứu cái vai trò của cục máu đông trong điều trị nội nha bằng cách là ông kích thích chảy máu từ vùng chóp răng và phía trên cái cục máu đông này thì bảo vệ bằng
Pascloropeca, nó cũng giống như thành phần giống như là Gutapeca của chúng ta ngày nay. Thì tác giả nhận thấy rằng là khối máu đông dần dần bị thay thế bởi mô hạt và mô liên kết sợi. Thì do vậy là không thấy được sự tái sinh của mô tủy. Do vậy là tác giả không tiếp tục nghiên cứu cái phương án điều trị nội nha tái sinh. Và phải đến khoảng 20 năm sau thì một tác giả khác Scotland đã thử nghiệm điều trị tái tạo mạch máu trên những cái răng của chó bằng cách là ông nhổ những cái răng của chó ra và ông lấy một số răng thì lấy bỏ tủy ở trong răng, một số răng thì giữ lại tủy và sau đó thì cấy ngay lại răng đó vào trong huyệt ổ răng. Và 10 ngày sau khi cấy răng vào huyệt ổ răng thì tiến hành bơm chất cản quang từ hai bên động mạch cảnh. Và sau đó thì con chó đấy bị an tử và họ tiến hành làm tiêu bản những cái răng cấy lại này. Và tác giả nhận thấy rằng là ngay cả khi mô tủy khi lấy ra cắm lại vào huyệt ổ răng bị hoại tử chăng nữa thì họ thấy rằng là vẫn có sự tái sinh mạch máu từ vùng chóp răng đi sâu vào trong lòng ống tủy, biểu hiện bằng việc hình ảnh chất cản quang từ vùng chóp răng tiến vào trong lòng ống tủy. Đến năm 2001, lần đầu tiên kỹ thuật điều trị nội nha tái sinh được thực hiện trên người, và cái báo cáo đầu tiên của Iowa, ở báo cáo này tác giả có mô tả rõ rằng là đây là một cái răng có tổn thương quanh chóp trên lâm sàng, có lỗ giò chảy mủ, và sau khi làm sạch ống tủy thì tác giả kích thích chảy máu và theo dõi theo thời gian thì thấy rằng là chóp răng được đóng và tổn thương viêm quanh cuống này, viêm quanh chóp này cũng biến mất. Và vào năm 2008 thì Martin Tropp đã xây dựng một cái quy trình điều trị nội nha tái sinh rất là rõ. Ở trong đó tác giả có mô tả từng bước thực hiện cũng như là các loại thuốc đặt. Thì nghiên cứu của Martin, cái báo cáo của Martin Tropp cũng gần như là một cái quy trình điều trị nội nha tái sinh được xây dựng một cách rõ ràng và tạo thành một cái guideline cho các bác sĩ thực hiện. Thì hai hiệp hội nội nha rất lớn là Hiệp hội Nội nha Hoa Kỳ và Hiệp hội Nội nha Châu Âu thì họ đều có những cái tạp chí khoa học của riêng mình, và họ trong đấy thì họ đều công nhận rằng điều trị nội nha tái sinh là một cái chuyên ngành thực sự của điều trị nội nha. Và ADA, Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ đã đưa kỹ thuật nội nha tái sinh vào danh sách các chuyên ngành điều trị nha khoa đi kèm với cái mã số kỹ thuật điều trị, cũng như là trong kỳ thăm dò ý kiến của Hiệp hội Nội nha Hoa Kỳ vào năm 2010 với lãnh đạo các trường nha khoa tại Mỹ thì lãnh đạo các trường đào tạo nha khoa có trả lời là 3/4 các cơ sở đào tạo hiện nay đã đưa kỹ thuật nội nha tái sinh vào chương trình giảng dạy. Và bên cạnh đó thì Hiệp hội Nội nha Hoa Kỳ họ cũng tài trợ rất là nhiều cho các nghiên cứu liên quan đến công nghệ mô cũng như là điều trị nội nha tái sinh. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện kỹ thuật điều trị nội nha tái sinh này trên các răng có những tiêu chí nào chỉ định của điều trị nội nha tái sinh. Thứ nhất là các răng vĩnh viễn tủy hoại tử chưa đóng chóp, có hoặc là không có bệnh lý vùng quanh chóp, và bệnh nhân hợp tác với các mạch điều trị và có thể theo dõi được trên lâm sàng. Chống chỉ định của nội nha tái sinh là nếu những răng nào mất tổ chức lớn không thể phục hồi giống như là chống chỉ định của một điều trị nội nha thông thường, hoặc là trên những răng mà vỡ, sâu vỡ, mất tổ chức nhiều và chúng ta cần phải phục hồi bằng chốt, các loại chốt trong ống tủy thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh. Bởi vì việc khoan lỗ tạo chốt sẽ làm mất đi cái lớp vật liệu bảo vệ cục máu đông ở dưới và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tỷ lệ thành công của nội nha tái sinh. Một cái lưu ý ở đây không phải là chống chỉ định tuyệt đối, nên nó là một cái thận trọng được khuyến cáo là với những bệnh nhân mà có phân loại mức độ ASA lớn hơn hoặc bằng 3 theo khuyến cáo của Hiệp hội gây mê hồi sức Hoa Kỳ thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện kỹ thuật này. ASA lớn hơn bằng 3 có nghĩa rằng là với những bệnh nhân mà có bệnh lý toàn thân nặng
thì chúng ta sẽ không thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh. Về quy trình kỹ thuật chi tiết thì Hiệp hội Nội nha Hoa Kỳ và Hiệp hội Nội nha Châu Âu họ đều có đưa ra các guideline rất là rõ ràng về các bước thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh. Ở đây tôi sẽ xin mô tả cùng với hình ảnh minh họa trên lâm sàng. Thì lần hẹn thứ nhất khi bệnh nhân đến và chúng ta gặp bệnh nhân đầu tiên có được chẩn đoán một răng có tùy hoại tử chưa đóng chóp, thì chúng ta sẽ tiến hành gây tê, cách ly bằng đê cao su và mở tủy. Chúng ta sẽ làm sạch ống tủy một cách làm sạch cơ học một cách tối thiểu, tức là chúng ta hạn chế tối đa việc tạo hình lên trên thành ống tủy. Chúng ta có thể dùng các dụng cụ nội nha bằng tay để lấy bỏ những cái mô tủy hoại tử, và cái việc làm sạch sẽ dụng chủ yếu dựa vào các dung dịch bơm rửa như là hypochlorite và EDTA. Sau khi làm sạch với dung dịch bơm rửa thì chúng ta sẽ tiến hành đặt thuốc giữa các lần hẹn, và có hai lựa chọn đặt thuốc trong lòng ống tủy ở đây, đó là có thể dùng canxi hydroxit hoặc là hỗn hợp PAT3 kháng sinh. Hỗn hợp PAT3 kháng sinh thì gồm có ciprofloxacin, metronidazole và minoxidil. Thì lựa chọn cái thuốc đặt trong lòng ống tủy loại nào cũng sẽ có một phần chúng ta sẽ thảo luận ở đây. Và cái việc đặt thuốc giữa các lần hẹn này chúng ta có thể lặp lại trong các lần hẹn tiếp theo nếu như cái tình trạng bệnh lý ở vùng chóp răng chưa được kiểm soát, ví dụ như mà bệnh nhân đến vẫn còn tình trạng viêm quanh cuống, vẫn có lỗ giò, vẫn có chảy mủ, thì chúng ta có thể tiếp tục làm sạch ống tủy và đặt thuốc thêm một lần hẹn nữa. Đến khi nào mà cái tình trạng trên lâm sàng đã được cải thiện, không còn cái triệu chứng lâm sàng, thì chúng ta sẽ tiến đến cái bước thứ hai của quá trình điều trị, đó là cái bước kích thích chảy máu. Thì ở cái buổi hẹn này thì chúng ta mục đích chúng ta muốn kích thích chảy máu ở vùng chóp răng, chúng ta sẽ không muốn dùng các loại thuốc tê có chứa chất co mạch do nó sẽ làm ảnh hưởng tới việc cấp máu tới các vùng mô quanh cuống. Do vậy chúng ta sẽ dùng thuốc tê mepivacaine. Chúng ta không dùng lidocaine với adrenaline, và cũng cách ly bằng với đê cao su. Và ở buổi này thì chúng ta tiếp tục bơm rửa, có thể bơm rửa với hypochlorite để làm sạch, và cái dung dịch bơm rửa lần cuối cùng trước khi kích thích chảy máu sẽ là EDTA 17%. Và ở đây có khuyến cáo về thể tích và thời gian rất rõ ràng là 20ml và 5 phút. Chúng ta có thể bơm rửa lần cuối với nước muối sinh lý và tắm khô. Cái này thì Hiệp hội Nội nha Hoa Kỳ họ không khuyến cáo rõ ràng là phải bơm rửa lại lần cuối với nước muối sinh lý. Thì tuy nhiên trong cái guideline của Hiệp hội Nội nha Châu Âu thì họ cũng có khuyến cáo rằng là bơm rửa lại với nước muối sinh lý thì lại bỏ hoàn toàn cái độc tính của DTA. Sau khi ống tủy đã tắm khô thì chúng ta tiến hành kích thích chảy máu ở vùng chóp răng với cái dụng cụ cầm tay, có thể là phay ca số 15 hoặc 20, và phay này được hấp sấy sạch đóng gói và uốn cong ở đầu. Chúng ta uốn cong nhẹ ở đầu và sẽ đưa cái phay này đi qua chóp răng khoảng 1 đến 2 mm, và sau đó chúng ta thực hiện động tác xoay tròn. Thì vì phay đã uốn cong ở đầu, khi chúng ta xoay tròn thì sẽ tạo thành một cái tổn thương ở vùng chóp răng, và chúng ta sẽ thấy có chảy máu, bắt đầu chảy máu ở vùng chóp răng sẽ tràn vào trong lòng ống tủy. Khi máu tràn vào trong ống tủy, chúng ta sẽ giới hạn cục máu đông này nằm ở dưới đường ranh giới men xi măng từ 3 đến 4 mm. Mục đích rằng là chúng ta sẽ tạo chỗ để sử dụng các vật liệu sinh học để bảo vệ cục máu đông này, ví dụ như là MTA hoặc là canxi silicate, các vật liệu có tính cơ học sinh học tốt để bảo vệ cục máu đông này. Và cái lớp vật liệu này nó cũng phải đủ dày 3 đến 4 mm. Nếu như chúng ta để cục máu đông quá cao thì một là máu nó sẽ tràn vào trong các ống ngà, sẽ gây đổi màu răng sau này. Thứ hai là nếu như không có đủ chỗ cho cái lớp vật liệu MTA thì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ cục máu đông. Và thứ ba là nếu như chúng ta
để MTA lên quá cao thì nó sẽ nằm ở trong buồng tùy và nó cũng sẽ gây nên cái vấn đề về đổi màu răng. Do vậy, khuyến cáo chúng ta sẽ để cục máu đông này nằm ở dưới đường ranh giới men xi măng từ 3 đến 4 mm. Và phía trên cái cục máu đông này, chúng ta sẽ đặt một lớp xốp collagen nằm ngay trên cục máu đông mới hình thành, và chúng ta đặt các vật liệu sinh học lên trực tiếp cái lớp collagen. Nếu như chúng ta đạt được cái cục máu đông có tính ổn định cao, chắc thì hoàn toàn có thể đặt MTA lên trực tiếp cục máu đông. Lớp xốp collagen ở đây không có ý nghĩa về về mặt hóa sinh, chỉ có ý nghĩa về mặt vật lý, tức là để nâng đỡ cái chất hàn của chúng ta. Và MTA đặt trên cục máu đông thì chúng ta sẽ hàn phía trên nó bằng hai lớp vật liệu, được khuyến cáo rõ ràng là hai lớp vật liệu là GIC và composite. Thì chúng ta có thể đẩy nhanh cái quá trình đông cứng của GIC bằng cách sử dụng GIC chiếu đèn. Thì hình ảnh sau khi điều trị, chúng ta sẽ nhìn thấy một cái răng vĩnh viễn, chóp răng mở, và trong ống tủy thì sẽ có các lớp vật liệu không bịt kín hoàn toàn ống tủy, bởi vì cái vùng ống tủy còn lại sẽ là cái khoảng trống của cục máu đông. Thì do vậy nó nảy sinh một cái vấn đề có thể nó là hơi hơi ngớ ngẩn, đó là nếu như bệnh nhân của chúng ta mất theo dõi, bệnh nhân đến điều trị tại một phòng khám, tại một cơ sở điều trị khác, thì bác sĩ điều trị ở đó hoàn toàn có thể nhầm lẫn hình ảnh này với một hình ảnh là một cái răng điều trị tủy chưa được tốt, thiếu chiều dài làm việc. Do vậy là khi điều trị kỹ thuật nội nha tái sinh xong, chúng ta nên dặn bệnh nhân rất là kỹ, nhất là khi mà cái kỹ thuật này chưa được sử dụng rộng rãi bởi các trong nha khoa, thì chúng ta nên dặn bệnh nhân thật kỹ việc cái hình ảnh sau điều trị của răng này tương đối đặc biệt, và nó không phải là một cái sai sót về mặt kỹ thuật trên lâm sàng. Và sau khi điều trị thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh với cục máu đông, MTA, các vật liệu hàn vĩnh viễn, thì chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân và chúng ta không cần phải can thiệp lại, chúng ta sẽ để nguyên cái răng như vậy, thực hiện chức năng. Về thời gian theo dõi sau điều trị, chúng ta sẽ khám định kỳ 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng. Và sau 24 tháng thì sẽ khám định kỳ hàng năm trong vòng 5 năm tiếp theo. Mục tiêu của điều trị nội nha tái sinh, chúng ta hy vọng đạt được 3 cái mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là mục tiêu thông thường dễ đạt được nhất, đó là hết triệu chứng trên lâm sàng và quan sát được hình ảnh lành thương ở xương trên X quang. Cái mục tiêu này chúng ta thường đạt được từ 6 đến 12 tháng sau khi điều trị. Mục tiêu thứ hai khó hơn, đó là quan sát được việc tăng độ dày của thành ống tủy cũng như là được tăng chiều dài của chân răng. Mục tiêu này thường quan sát được sau thời gian theo dõi từ 12 đến 24 tháng. Và một cái mục tiêu cuối cùng, đó là đáp ứng dương tính với các thử nghiệm tủy, là mục tiêu khó đạt được nhất. Và không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được mục tiêu này sau khi thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh. Cơ sở sinh học, chúng ta sẽ cùng xem tại sao. Long là chị ngắt lời một chút, là em phóng to cái màn hình lên nhé. Phóng to màn hình ạ. Màn hình bây giờ đang hình như thế nào em cũng chưa hiểu. Được chưa mọi người? Xem nhìn xem là thì mọi người được thế này rồi có... nhá. Được rồi đúng không ạ? Ừ. Thế này mọi người có nhìn thấy không ạ? Alo, mọi người có nhìn thấy không ạ? Chị Hiệp ơi, ok em nhé. Mọi người đang nhìn thấy cái gì ạ? Sẽ nhìn thấy slide hiện tại và có cả next slide nữa. Ok, được rồi, em hiểu rồi. Bây giờ em sẽ chia sẻ thế này.
Đúng rồi, ok đây được rồi. Đây thì lại ok Được được không ạ? rồi được Thấy rồi, hình có tràn màn hình chưa? đúng rồi, tràn màn hình rồi. Ok. Về cơ sở sinh học chúng ta sẽ xem tại sao người ta có thể đưa ra một quy trình, một cái guideline, cái quy trình điều trị chi tiết như vậy. Bởi vì nó dựa trên những cái nghiên cứu rất là rõ ràng trong y văn, và người ta cũng nói rằng là điều trị nội nha tái sinh nó là ứng dụng bước đầu của công nghệ mô trong điều trị nội nha. Phần thành phần đầu tiên của công nghệ mô đó là các tế bào gốc. Thì người ta nhận thấy rằng là ở vùng hàm mặt thì có rất là nhiều nơi tập trung các tế bào gốc. Và một cái tế bào gốc, nhóm tế bào gốc quan trọng nhất trong cái việc hình thành tái tái tạo sửa chữa lại các mô tủy cũng như mô quanh cuống, đó là tế bào gốc ngoại trung mô, viết tắt là MSC. Và các tế bào gốc ngoại trung mô này thì có thể nằm tập trung ở ở vùng tủy răng, tập trung ở tủy răng của những răng sữa, tập trung ở vùng dây chằng, tập trung ở vùng nhú chóp răng, thậm chí là ngay cả những cái chóp răng mà có mô viêm quanh chóp thì cũng thấy sự có mặt của các tế bào gốc. Như vậy chúng ta có rất là nhiều nguồn để khai thác cái tế bào gốc ngoại trung mô này. Một nghiên cứu rất là thú vị đó là cái răng, trong quá trình hình thành chóp răng thì người ta quan sát trên X-quang vẫn thấy cái khoảng tối quanh chóp răng này nó là cái nhú vùng chóp răng, nó không phải là tổn thương viêm quanh cuống. Cái nhú chóp răng này sẽ quan sát ở trên những răng đang trong quá trình hình thành chóp. Và ở bệnh nhân này thì cái răng này được nhổ vì lý do điều trị chỉnh nha. Và khi nhổ cái răng này ra thì người ta thu hoạch cái mô nhú chóp răng này. Họ thu hoạch cái mô nhú chóp răng này, họ tiến hành nuôi cấy và phân lập tế bào thì họ phát hiện rằng là có sự có mặt của rất là nhiều tế bào gốc tập trung ở cái nhú chóp răng này. Hơn nữa thì khi chúng ta trong quá trình điều trị nội nha chúng ta có cái bước của kích thích chảy máu từ vùng chóp răng thì cái vùng chóp răng này cũng là nơi chứa các tế bào gốc, và các tế bào gốc này sẽ theo cái dòng máu khi chúng ta kích thích tràn vào trong lòng ống tủy. Và người ta đã so sánh cái loại máu đông ở trong lòng ống tủy này với các máu lấy từ các nguồn khác, ví dụ là máu lấy từ ven ở cánh tay của bệnh nhân. Thì người ta nhận thấy rằng là cái cục máu đông khi chúng ta kích thích chảy máu nó có chứa rất là nhiều tế bào gốc lớn hơn từ 400 cho đến 800 lần so với máu từ các nguồn khác. Thực ra ở đây họ đo cái số lượng tế bào dựa trên một cái chỉ thị bề mặt đó là CD, viết tắt từ cluster differentiation, tức là nó một cái dạng protein nằm trên bề mặt tế bào, và dựa trên nhờ cái protein này mà người ta phân biệt được đây là dạng tế bào gì. Thì với các tế bào gốc vùng trung mô sẽ có hai cái chỉ thị đặc trưng đó là CD73 và CD105. Thì người ta nhận thấy rằng là với những cái máu đông mà nằm trong lòng ống tủy thì có sự tập trung của các tế bào có cái chỉ thị bề mặt này lớn hơn từ 400 đến 800 lần so với máu lấy từ ven cánh tay của bệnh nhân. Điều đó chứng minh rằng là thực sự có mặt các tế bào gốc trong cái khối máu đông chúng ta kích thích chảy máu. Vậy thì một câu hỏi đặt ra rằng là khi mà răng đã đang có bệnh lý vùng viêm quanh chóp thì các tế bào gốc này nó còn sống sót hay không? Một nghiên cứu của Vanessa Crepa là một tác giả đã đóng góp rất là nhiều nghiên cứu thú vị trong cái lĩnh vực điều trị nội nha tái sinh. Thì ở đây bà có một cái nghiên cứu trên lâm sàng rằng đây trên một cái răng nó có tổn thương viêm quanh cuống, và tác giả đã tiến hành thu hoạch được cái mô ở vùng chóp răng này với sự giúp đỡ của một cái file H số 25 đi qua cuống. Và khi thu hoạch cái mô ở nhú chóp răng này thì họ phân biệt được cái mô này nó có hai nhóm, hai phần. Một phần có mũi tên chỉ màu xanh lá cây, đấy là phần mô ở nhú chóp răng.
Và cái phần có mũi tên màu đen, có màu đậm hơn, đây là phần mô viêm của vùng mô quanh chóp, thì người ta vẫn thấy sự có mặt của các tế bào gốc ở cái vùng mô viêm này. Một cái nghiên cứu khác trên lâm sàng kết luận rằng là ngay cả khi những răng có những cái viêm nhiễm tổn thương quanh chóp răng thì vẫn thấy sự có mặt của các tế bào gốc ở vùng đúng chóp răng, và những tế bào này vẫn giữ được cái đặc tính là có thể biệt hóa. Vậy thì khi chúng ta kích thích chảy máu để thu hút tế bào gốc thì cái kích thước lỗ chóp tối thiểu là bao nhiêu thì sẽ cho phép sự tái tạo mạch máu cũng như thần kinh trong ống tủy. Thì ở đây có một cái nghiên cứu trên động vật. Họ tiến hành nhổ những cái răng trên chó, và họ dùng một cái đĩa cắt, sẽ cắt cái vùng chóp răng này tại nhiều vị trí khác nhau. Thì từ mỗi vị trí thì chúng tạo nên để làm một cái lỗ chóp răng nhân tạo với kích thước khác nhau. Rồi sau đó những răng này sẽ được cắm lại vào trong cái tổ răng. Và họ theo dõi theo thời gian sau 90 ngày thì họ nhận thấy rằng là ngay cả với những cái răng mà có kích thước lỗ chóp nhân tạo rất là nhỏ, dưới 0,5 mm cho tới 0,24 mm, thì vẫn thấy có sự tái tạo của cái mô hữu cơ sống vào trong lòng ống tủy. Một nghiên cứu khác cũng có kết luận rằng là ngay cả khi mà những cái răng có kích thước lỗ chóp được xếp vào nhóm nhỏ, tức là kích thước lỗ chóp nhỏ 0,5 mm, thì vẫn đạt được cái tỷ lệ thành công sau điều trị nội nha tái sinh lên tới 90%. Ở đây thì nghiên cứu này họ phân ra làm 3 nhóm, là răng có kích thước lỗ chóp nhỏ, narrow, nhọn 0,5 mm, kích thước lỗ chóp trung bình, medium từ 0,5 tới 1 mm, và kích thước lỗ chóp lớn, wide thì lớn hơn 1 mm. Trong quy trình điều trị nội nha tái sinh thì được khuyến cáo rất là rõ là chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái việc làm sạch bằng cơ học. Vì vậy thì chúng ta sẽ làm sạch cái ống tủy trước khi kích thích chảy máu trong điều trị nội nha tái sinh như thế nào? Thì ở trong khuyến cáo sẽ có hai cái loại dung dịch để làm sạch. Thứ nhất là dung dịch hypochlorite và thứ hai là dung dịch EDTA. Với Hiệp hội Nội Nha Hoa Kỳ thì họ khuyến cáo dung dịch hypochlorite sẽ dùng nồng độ 3%, và Hiệp hội Nội Nha Châu Âu thì họ khuyến cáo rằng là nồng độ có thể sử dụng từ 1,5 tới 3%. Tuy nhiên thì cả hai hiệp hội họ đều khuyến cáo rằng là nên bơm rửa với nhiều dung dịch thể tích khoảng từ 20 ml cho mỗi ống tủy, và thời gian tiếp xúc tối thiểu phải là 5 phút. Và sau cái bước bơm rửa bằng hypochlorite thì luôn luôn phải sử dụng cái dung dịch bơm rửa sau đó lại EDTA với nồng độ 17% và thể tích thời gian tiếp xúc cũng tương tự. Vì tại sao? Vì họ có một cái nghiên cứu chỉ ra rằng là nếu như chúng ta dùng nồng độ hypochlorite quá cao thì sẽ giết chết những cái tế bào gốc sau này tập trung ở vùng chóp răng, các tế bào gốc từ vùng chóp răng sau này tập trung ở trong lòng ống tủy. Do vậy họ khuyến cáo chúng ta không nên dùng cái nồng độ hypochlorite quá cao như là khi chúng ta điều trị tủy thông thường, mà nồng độ sẽ dùng từ 1,5 cho tới 3%. Nghiên cứu ở đây họ chỉ ra là với nồng độ hypochlorite càng cao thì tỷ lệ cái số lượng tế bào gốc vùng chóp răng sống sót được càng thấp. Nếu như chúng ta tăng lên tới 6% thì nồng độ hypochlorite 6% thì cái số lượng tế bào gốc ở vùng chóp răng này sống sót được rất là ít so với việc chúng ta bơm rửa với một cái dung dịch hypochlorite nồng độ là 0,5%. Cũng như việc là các tế bào gốc sống sót được thì nó cũng sẽ bị mất cái khả năng biệt hóa. Ở đây họ đo bằng cái loại protein là dentin protein, cái loại protein đặc trưng cho cái sự hoạt tính của các tế bào gốc ở vùng chóp răng. Thì với nồng độ càng cao thì
cái khả năng cái hoạt tính của các tế bào gốc sau này sẽ càng ít. Thì tuy nhiên có một cái quan sát thú vị ở đây rằng là nếu như sau khi chúng ta bơm rửa hypochlorite, chúng ta bơm rửa tiếp theo đó với EDTA thì ngay lập tức là EDTA sẽ làm đảo ngược cái độc tính của hypochlorite đối với các tế bào gốc và khiến cho cái các số lượng cái tế bào gốc sống sót được nó sẽ đạt được trở lại so với như khi chúng ta bơm rửa với một cái dung dịch không có độc tính, ở đây dùng nhóm trứng là nước muối sinh lý. Kết luận ở đây là khi mà chúng ta dùng cái dung dịch nồng độ càng cao như hypochlorite tới 6% thì sẽ làm cái tỷ lệ sống sót của tế bào gốc ở vùng chóp răng này sẽ giảm đi. Và nếu như chúng ta bơm rửa lại lần cuối cùng với EDTA thì sẽ đảo ngược cái độc tính cũng như là các yếu tố, các hiệu ứng tiêu cực đối với sự sống sót của tế bào gốc. Do vậy ở đây có khuyến cáo rằng là bơm rửa bằng hypochlorite nồng độ vừa phải từ 1,5 tới 3% và sau đó bơm rửa lại lần cuối cùng với dung dịch EDTA. Và về thuốc đặt trong lòng ống tủy, chúng ta sẽ sử dụng thuốc đặt gì? Hỗn hợp PAT3 kháng sinh hay là canxi hydroxit? Ở đây có một cái biểu đồ họ tổng kết các nghiên cứu từ năm 2001 tới 2017 sử dụng các nồng độ bơm rửa hypochlorite khác nhau cũng như các loại thuốc đặt khác nhau trong điều trị nội nha tái sinh. Thì họ nhận thấy rằng là ở thời kỳ ban đầu khi mà người ta mới thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh này thì họ dùng cái nồng độ hypochlorite rất là cao từ 5-6% cũng như là cái nồng độ của hỗn hợp kháng sinh cũng rất là cao tới 1000mg trên 1ml hỗn hợp 3 kháng sinh. Nhưng tuy nhiên theo thời gian họ nhận thấy cái độc tính của dung dịch bơm rửa cũng như là thuốc đặt trong ống tủy, họ đã chuyển sang cái xu hướng mới, đó là dùng nồng độ dung dịch bơm rửa mức độ vừa phải từ 2,5-3,5%. Và thay vì là dùng kháng sinh nồng độ cao thì họ dùng canxi hydroxit. Chúng ta thấy sự tăng rõ rệt của các nghiên cứu sử dụng canxi hydroxit nhưng mà dạng thuốc đặt. Và nếu như các nghiên cứu khác họ có dùng hỗn hợp 3 kháng sinh thì họ dùng nồng độ rất là thấp, 0,1mg trên 1ml. Hơn nữa, sử dụng hỗn hợp 3 kháng sinh làm thuốc đặt trong lòng ống tủy còn có một cái nhược điểm, đó là cái việc loại bỏ kháng sinh, hỗn hợp 3 kháng sinh này ra khỏi ống tủy rất là khó khăn. Có một cái nghiên cứu, một cái mô hình nghiên cứu rất là hay trong phòng thí nghiệm. Họ dùng thuốc đặt vào trong một cái ống hình trụ giả làm chân răng. Ở đây là cái chân răng được cắt đi và tạo thành một cái ống hình trụ. Họ có đặt thuốc đặt trong lòng ống tủy này với hai nhóm, một nhóm là hỗn hợp 3 kháng sinh và nhóm thứ hai là canxi hydroxit, và họ đánh dấu bằng các chất có tính chất phát xạ, bằng các đồng vị như là trong hỗn hợp 3 kháng sinh họ đánh dấu bằng đồng vị iốt, và với canxi hydroxit thì họ đánh dấu bằng đồng vị canxi 45. Và sau khi đặt thuốc ở trong cái mẫu này, họ bơm rửa và thu thập cái dung dịch bơm rửa vào trong một cái ống nghiệm và họ tiến hành đo xạ hình, tức là đo mức độ phát xạ của cái dung dịch này, thì họ nhận thấy rằng là tới 80% cái lượng thuốc đặt thuộc nhóm hỗn hợp 3 kháng sinh còn nằm lại ở trong cái mô hình chân răng này. Và họ thấy là cái thuốc đặt nằm sâu tới 350 micromet trong cái ống ngà. Do vậy rất là khó để có thể loại bỏ khỏi cái chân răng sau khi bơm rửa. Kể cả khi họ dùng các thiết bị kích hoạt dung dịch bơm rửa khác nhau, như ở cái mô hình này, đây là cái nhóm đặt thuốc bằng PAT hỗn hợp 3, PAT 3 kháng sinh, và họ có thử nghiệm nhiều phương pháp bơm rửa khác nhau như là
PP là positive pressure, tức là bơm rửa bằng xi lanh. EA là endoactivator, là bơm rửa với kích hoạt sóng âm. EV là endovac, là kỹ thuật negative pressure, tức là với cái áp lực âm. Và PUE là kích hoạt bằng siêu âm. Thì họ nhận thấy rằng là cái khả năng loại bỏ hỗn hợp ba kháng sinh ở chân răng sau khi đặt rất là kém, và dùng phương pháp nào để loại bỏ, để kích hoạt dung dịch bơm rửa chăng nữa thì kết quả cũng như nhau. Trong khi đấy, với cái nhóm đặt thuốc bằng canxi hydroxide thì cái khả năng loại bỏ sau khi đặt lên tới 90-95%. Và một nghiên cứu khác cũng xác nhận cái việc là nếu chúng ta dùng hỗn hợp ba kháng sinh với nồng độ cao thì sẽ làm cái tỷ lệ sống sót của tế bào gốc vùng chóp răng rất là nhỏ, chỉ khoảng 1,3% nếu như chúng ta dùng hỗn hợp kháng sinh với nồng độ cao 100 mg. Ngược lại, nếu như chúng ta dùng canxi hydroxide thì họ có kết luận là canxi hydroxide thậm chí còn kích thích cái sự sống sót của các tế bào gốc. Thì do vậy, trong quá trình thực hiện lâm sàng thì tôi ưu tiên sử dụng canxi hydroxide, bởi vì cái việc loại bỏ nó rất dễ dàng, cũng như là cái độc tính nó gây ra không như là với hỗn hợp ba kháng sinh. Và hơn nữa thì nó cũng sẽ không gây ra các nhược điểm như là đổi màu răng do cái minoxidil ở trong hỗn hợp ba kháng sinh, cũng như là tạo cái nguy cơ tạo nên những cái chủng vi khuẩn kháng thuốc. Một yếu tố cuối cùng trong điều trị nội nha tái sinh đó là yếu tố tăng trưởng. Yếu tố tăng trưởng thì nó có rất là nhiều loại yếu tố tăng trưởng. Những TGF beta có vai trò là điều hòa quá trình tăng sinh biệt hóa của tế bào trong tủy răng. VEGF là kiểm soát quá trình tân tạo mạch máu. FGF2 là kích thích cái sự hóa ứng động của tế bào cũng như là tăng sinh của tế bào. Thì người ta nhận thấy rằng là khi chúng ta bơm rửa bằng một dung dịch EDTA thì cái lớp ngà răng ở trên bề mặt sẽ bị loại bỏ và bộc lộ ra các yếu tố tăng trưởng nằm ngập ở trong cái lớp chất nền ngoại bào của ngà răng. Thì chúng ta biết rằng là quá trình hình thành ngà răng thì sẽ có các nguyên bào tạo ngà tạo ra các lớp chất nền ngoại bào hữu cơ, và sau này cái lớp chất nền ngoại bào này nó mới được khoáng hóa tạo thành tiền ngà, và sau đó là trưởng thành thành ngà răng. Thì trong quá trình hình thành ngà răng thì các yếu tố tăng trưởng được tiết ra bởi các nguyên bào tạo ngà đã nằm ngập ở trong cái ngà răng. Và khi chúng ta tiến hành soi mòn cái ngà răng này bằng DTA thì các protein, các yếu tố tăng trưởng này sẽ được bộc lộ trên bề mặt. Và do đó thì những cái tế bào gốc tập trung trong lòng ống tủy sẽ tiếp xúc với các yếu tố tăng trưởng này và được định hướng biệt hóa thành các nguyên bào tạo ngà. Phần cuối cùng, kết quả điều trị của điều trị nội nha tái sinh. Đây là một nghiên cứu được đăng trên tạp chí của Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ, Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ. Và trong này thì tác giả có mô tả là bệnh nhân khi đến với triệu chứng là áp xe quanh chóp, một cái răng vĩnh viễn chưa đóng cuống, tùy hoại tử và có áp xe quanh chóp do một cái núm phụ, thì tác giả đã tiến hành làm sạch và sử dụng kỹ thuật nội nha tái sinh trên răng này. Thì theo thời gian nhận thấy rằng cái tổn thương quanh chóp trên lâm sàng không còn, cũng như là trên X-quang đã thấy sự lành thương ở xương, và cái chóp răng ban đầu là hở thì đã được đóng kín lại. Một trường hợp khác, đây là trường hợp do tôi thực hiện trên một bệnh nhân nam 10 tuổi. Bệnh nhân này khi đến lý do là cũng có một cái răng hàm nhỏ, hàm dưới, có triệu chứng là viêm quanh cuống, và thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh. Theo dõi sau 1 năm, nhận thấy là cái tổn thương của quanh chóp này đã được lành thương, cũng như là cái chóp răng đã đóng lại. Trường hợp lâm sàng khác, bệnh nhân nữ 16 tuổi. Bệnh nhân này khi đến thì có
một cái áp xe ở vùng chóp răng cửa hàm trên. Thì một răng thấy là cái chóp răng đã được đóng kín cho nên được điều trị và hàn kín bằng guttapercha như thông thường, và một răng thì lộ chóp mở rộng. Do vậy đã được thực hiện cái thuật nội soi tái sinh trên cái răng 21. Ở đây hình ảnh sau điều trị. Thì theo dõi theo thời gian, sau 6 tháng nhận thấy cái tổn thương ở xương này đã nhỏ dần. Và theo dõi sau 1 năm nhận thấy tổn thương ở xương cũng tiến triển tốt hơn và cái vùng chóp răng này gần như đã đóng kín. Một cái trường hợp khác, đây là hình ảnh so sánh giữa trước điều trị và sau điều trị của bệnh nhân nữ 16 tuổi này. Hình ảnh trước điều trị và hình ảnh X quang theo dõi sau 6 tháng và sau 1 năm. Với góc nhìn Sajitan thì hình ảnh trước điều trị, hình ảnh theo dõi sau 6 tháng và theo dõi sau 1 năm. Một trường hợp khác, bệnh nhân nam 8 tuổi đi đến thì một lý do là chấn thương răng, và khi tiến hành kiểm tra thì thấy cái tủy răng này đã hoại tử, không đáp ứng với cả thử nghiệm điện cũng như là thử nghiệm lạnh. Thì khi lấy tủy thì thấy cái tủy răng này nó đã tiến triển thành một trạng thái gần như hóa lỏng, liquefaction. Và trên răng này đã thực hiện kỹ thuật điều trị nội nha tái sinh. Và theo dõi sau khoảng 15 tháng thì thấy cái chóp răng này đã đóng kín tương đối ngang với cả một cái răng được điều trị bảo tồn tủy sau chấn thương. Một cái hình ảnh khác của tủy răng đang tiến triển thành cái hoại tử hóa lỏng. Và đây là hình ảnh trên lâm sàng khi điều trị của kỹ thuật nội nha tái sinh với cái việc kích thích chảy máu trong lòng ống tủy. Trường hợp bệnh nhân nam 14 tuổi, bệnh nhân này khi đến có một cái khối sưng ở vùng xương hàm trên tương đối lớn và sưng phồng nề cả cái bản xương khổng cái hàm trên bên phải. Thì trên phim X quang đã thấy là răng này đã được có răng 1-2 đã được khoan mở trống, và khi đo kích thước tổn thương tiêu xương này tương đối lớn, khoảng 21 mm, và cái bản xương ở phía khẩu cái này như đã biến mất. Hình ảnh lớp cắt khác trên cái răng. Và bệnh này thì thực ra đã cái tình trạng này nó đã có từ năm 2017 trước khi bệnh nhân đến điều trị 2 năm. Và bệnh nhân này được điều trị chỉnh nha, thì tuy nhiên bác sĩ chỉnh nha đã bỏ qua cái hình ảnh tiêu xương ở vùng xương hàm trên. Thì sau khi trao đổi với gia đình thì gia đình có đồng ý lựa chọn cái điều trị nội nha tái sinh. Thì sau khi làm sạch ống tủy, kích thích chảy máu, tiến hành quy trình điều trị nội nha tái sinh, nhận thấy có quá trình lành thương theo dõi theo thời gian sau 1 năm và sau 22 tháng, thì nhận thấy là cái tổn thương ở quanh chóp răng, tổn thương tiêu xương này dần bắt đầu lành thương. Cái góc nhìn khác mà thấy có sự phục hồi của cái bản xương cái khẩu cái, cũng như là chóp răng đã có một lớp tổ chức cứng, tạo nên một lớp tổ chức cứng ở vùng chóp răng, một lớp cắt axial, thấy là cái bản xương cái khẩu cái này được tái tạo. Có trường hợp bệnh nhân nam 12 tuổi, bệnh nhân này khi đến có một cái lỗ giò chảy mủ ở vùng chóp răng. Thì sau khi thực hiện kỹ thuật nội nha tái sinh thì sau 3 tháng tình trạng ổn định, và trên phim X quang thấy được cái tổn thương tiêu xương này nó nhỏ đi rất là nhiều. Một cái nghiên cứu cắt ngang mô tả
Thì nghiên cứu này họ có so sánh về cái việc khả năng tái tạo lại cái quá trình phát triển của chóp răng khi điều trị với kỹ thuật nội nha tái sinh so với kỹ thuật đóng chóp bằng MTA hoặc là đóng chóp bằng canxi hydroxit. Họ nhận thấy rằng là rõ ràng là nội nha tái sinh đạt được cái sự tiếp thay tăng trưởng về độ dày của thành ống tủy cũng như là chiều dài của chân răng tốt hơn rất nhiều so với việc đóng chóp bằng MTA và đóng chóp bằng canxi hydroxit. Đây là một nghiên cứu của Đại học Mahidol từ năm 2012. Và một cái nghiên cứu khác nói về cái tỷ lệ cái đánh giá về tỷ lệ sống sót của điều trị nội nha tái sinh cũng như là của phương pháp đóng chóp bằng MTA, họ nhận thấy rằng là hai kỹ thuật này có cái tỷ lệ thành công tương tự nhau. Một cái yếu tố khác được đánh giá đó là cái sự tái tạo lại mô tủy sống. Ở đây là đáp ứng với các kích thích thử nghiệm tủy. Thì tác giả có nhận xét rằng là tới 60% các ca có đáp ứng dương tính với các thử nghiệm tủy. Vậy thì cái mô ở trong vùng ở trong ống tủy sau khi kỹ thuật điều trị nội nha tái sinh nó sẽ là cái dạng mô như thế nào? Có phải là mô tủy thực sự như là răng không có bệnh lý hay không? Thì đây có hai cái nghiên cứu dạng tổng quan hệ thống trên cả trên người và trên động vật. Thì họ sau khi làm các tiêu bản thì họ nhận thấy rằng là những cái mô sinh ra ở trong vùng chóp răng trong lòng ống tủy sau kỹ thuật điều trị nội nha tái sinh thì nó có rất là nhiều dạng. Nó có thể là các mô có thể nói là giống với semen, giống với xương hoặc là giống với ngà răng tùy theo từng trường hợp, và chúng ta rất là khó để có thể định hướng được cái mô khoáng này sinh ra nó giống với mô của ngà răng. Và có một vài cái nghiên cứu trên động vật, họ có báo cáo một cái kết quả rất là thú vị, đó là trên một cái răng của chuột thực hiện cái kỹ thuật, cái công nghệ mô với cái việc là chúng ta kiểm soát các thành phần để các thành phần của công nghệ mô như là tế bào gốc, như là giá thể cũng như là yếu tăng trưởng, họ nhận thấy rằng là có sự tập trung của một cái lớp tế bào giống với nguyên bào tạo ngà tạo thành một cái hàng rào, và thậm chí là các tế bào này hình thành nên một cái sợi giống như là đuôi tôm vào trong các ống ngà. Thì tuy nhiên đây là một hiện tượng quan sát được, nó rất là đơn lẻ và nó không đạt được trên một cái mẫu lớn. Một cái nghiên cứu khác trên người báo cáo với việc là có sự hình thành của một cái lớp tế bào tạo một cái hàng rào ở sát với cả cái ngà răng, và cái sự sắp xếp này nó giống như một cái tế bào nguyên bào tạo ngà trên mô tủy, đó là các nguyên bào tạo ngà cũng sắp xếp thành một cái hàng rào tế bào, và các tế bào này thì lần lượt có các sự nối dài của tế bào gọi là đuôi tôm vào trong các ống ngà. Thì đây là một cái nghiên cứu mà họ cũng quan sát được một cái cấu trúc sắp xếp tế bào tương tự. Tuy nhiên cái lưu ý ở cái trường hợp này đó là cái răng này không phải là răng có một cái bệnh lý là tủy hoại tử viêm chưa đóng chóp, mà cái răng này cái bệnh lý là viêm tủy không hồi phục. Và họ thử cái phương pháp điều trị nội nha tái sinh trên một răng có bệnh lý là viêm tủy không hồi phục. Cũng có một cái nghiên cứu khác, họ thay vì là họ thu hút cái sự có mặt của các yếu tố tăng trưởng từ cái chất nền ngoại bào của ngà răng, thì họ sử dụng các loại yếu tố tăng trưởng nhân tạo, họ pha vào dung dịch và sau đó thấm cái dung dịch này vào trong cái
lớp vật liệu sinh học, lớp xốp, và họ đặt vào trong lòng ống tủy cũng như là kích thích chảy máu. Thì tuy nhiên thì họ nhận thấy rằng là không có sự khác biệt về cái việc tái tạo lại cấu trúc tế bào giống như là các kỹ thuật mà điều trị nội nha tái sinh khác. Nên do vậy là công việc thì có thể lựa chọn được cái loại yếu tố tăng trưởng nào cũng như là tế bào gốc nào cho cái điều trị nội nha tái sinh để đạt được một cái mục tiêu là tái tạo được cái tế bào mô tủy giống như là những cái răng tự nhiên thì rất là khó, và hiện tại vẫn đang chờ các nghiên cứu tiếp theo. Thì điều trị nội nha tái sinh, nếu như chúng ta đặt ra những yêu cầu như là chúng ta những cái yêu cầu của điều trị nội nha tái sinh sẽ nhìn theo những cái góc nhìn khác nhau. Nếu như mà theo góc nhìn từ bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ mong đợi một cái điều trị giải quyết được cái vấn đề bệnh lý, ví dụ như là sưng đau, áp xe, chảy mủ, răng có thể sống sót được và thực hiện được chức năng cũng như là đảm bảo về yêu cầu thẩm mỹ. Thì nếu như với vai trò bệnh nhân thì điều trị nội nha tái sinh có thể đạt được những cái tiêu chí này. Với các nhà thực hành lâm sàng, các bác sĩ thì chúng ta có yêu cầu cao hơn, ví dụ chúng ta yêu cầu về sự lành thương, quan sát được trên X quang cũng như là quan sát được cái sự tăng trưởng về kích thước, về độ dày cũng như là về chiều dài của chân răng trên X quang, hoặc là đáp ứng về mô tủy có đáp ứng với các kích thích các thử nghiệm. Thì điều trị nội nha tái sinh cũng có thể đạt được những cái tiêu chí này. Nếu như chúng ta đứng trên một cái góc nhìn về các nhà nghiên cứu cần có bằng chứng rõ ràng trên mô học, thì hiện nay điều trị nội nha tái sinh không phải lúc nào cũng đạt được yêu cầu này. Do vậy, điều trị nội nha tái sinh ban đầu được gọi là Regenerative Endodontic Procedure. Hiện nay người ta đã cân nhắc cái việc là có thể không phải là thực sự một cái điều trị nội nha tái sinh, mà thay vì đó chúng ta sẽ gọi nó là một cái sửa chữa nội nha có hướng dẫn. Và hiện nay thì vẫn có rất là nhiều các nghiên cứu trong cái lĩnh vực này để có thể đưa ra một cái quy trình hoàn thiện hơn cũng như là đạt được những cái điều mà điều trị nội nha tái sinh vẫn chưa đạt được, đó là thực sự tái tạo được mô tủy. Thì trong thời gian tới chúng ta sẽ xem các nghiên cứu sẽ mang lại gì cho chúng ta trên lâm sàng. Tuy nhiên thì một điều khẳng định ở đây rằng là điều trị nội nha tái sinh đã làm được những việc mà các điều trị trước đó chưa làm được. Các điều trị cho các răng tủy hoại tử chưa đóng chóp với việc kích thích đóng chóp bằng MTA và canxi rosid thì điều trị nội nha tái sinh đã đạt được những điều mà hai cái kỹ thuật này chưa đạt được. Thì do vậy họ cũng nói cái triết lý đó là bệnh nhân thì luôn xứng đáng được hưởng những điều trị chất lượng tốt nhất, và điều trị nội nha tái sinh thực sự là một cái lựa chọn rất tốt cho với trong những trường hợp răng tủy hoại tử chưa đóng cuống. Hy vọng đối với phần trình bày vừa rồi thì các bác sĩ quý đồng nghiệp cũng đã có những cái nhìn mới về cái điều trị nội nha tái sinh, và hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ ứng dụng kỹ thuật này một cách rộng rãi, và chúng ta cũng sẽ có những cái bước tiến xa hơn về những yêu cầu trên lâm sàng cũng như là những cái cải thiện về quy trình điều trị để đạt được những cái yêu cầu tốt hơn cho bệnh nhân. Tôi xin phép kết thúc phần trình bày ở đây và đến phần thảo luận. Ở đây có hai câu hỏi của các bác sĩ. Một là câu hỏi của bác sĩ Quý Hà có hỏi là răng nhiều ống tủy có chống chỉ định không? Thì rõ ràng trong phần chỉ định và chống chỉ định được khuyến cáo thì họ không hề chống chỉ định cho các răng nhiều ống tủy. Thì tuy nhiên, cái răng nhiều ống tủy thì có một cái thách thức, đó là cái việc làm sạch. Nếu như răng có một ống tủy thì cái việc làm sạch sẽ dễ dàng hơn, và với răng nhiều ống tủy thì cái việc làm sạch nó sẽ khó khăn hơn do sự có mặt của các
cái yếu tố giải phẫu như là những cái eo, những cái eo thắt isthmus, hoặc là những cái ống tủy phụ nếu như chúng ta bỏ sót những cái chân răng có nhiều ống tủy, chúng ta bỏ sót ống tủy, thì rõ ràng cái việc làm sạch nó sẽ là một cái thách thức, thì nó không phải là một cái chống chỉ định của điều trị nội nha tái sinh. Do vậy nếu như chúng ta làm điều trị nội nha tái sinh trên những răng có nhiều ống tủy hoặc nhiều chân thì chúng ta nên đảm bảo rằng chúng ta có thể làm sạch một cách tối đa, nhất là khi chúng ta không dùng các phương tiện tạo hình cơ học trên thành ống tủy. Do vậy là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị kích hoạt dung dịch bơm rửa để hỗ trợ cho việc làm sạch này, kích hoạt bằng sóng âm, bằng siêu âm, bất kỳ gì chúng ta có. Và các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là dù sử dụng phương pháp kích hoạt dung dịch nào đi chăng nữa thì cũng sẽ đều tốt hơn việc là chúng ta chỉ bơm rửa bằng xi lanh. Và câu hỏi thứ hai, bác sĩ là nếu kích thích chảy máu được 1/3 chóp được không ạ? Thì việc kích thích chảy máu nó không đòi hỏi là chúng ta phải phải đạt đến chiều cao là bao nhiêu, bởi vì là trong các nghiên cứu thì họ họ không đặt ra một cái tiêu chí rằng là cái cục máu đông này hoặc là cái máu trong lòng ống tủy chúng ta phải cao đến mức độ nào, bởi vì chúng ta đang mong chờ vị trí mà tiếp tục sự phát triển, nó là 1/3 chóp, nó là ở chính những cái vùng mà ống tủy đang mở rộng nhất cũng như là thành ống tủy đang mỏng nhất. Do vậy nếu như máu nó cao lên trên đi chăng nữa thì cái vùng chúng ta mong muốn để nó tiếp tục quá trình hình thành nó vẫn là cái vùng ở chóp răng. Và chúng ta chỉ có một cái chú ý là chúng ta không nên để cái máu đông này nó cao quá, nó sẽ gây nên hiện tượng đổi màu răng do máu tràn vào trong ống ngà hoặc là cái vật được MTA nó làm đổi màu răng. Chúng ta làm sạch bằng hypochlorite vậy DTA có cần dùng siêu để dùng không ạ? Nếu chúng ta dùng được các thiết bị kích hoạt dung dịch bơm rửa thì rất là tốt, và dùng thiết bị nào cũng sẽ tốt hơn là chỉ bơm rửa bằng tay. Răng chưa đóng chóp, bơm rửa hypochlorite có sợ nó ra khỏi chóp và động ở vị trí tổn thương hay không? Vì về vấn đề này thì chúng ta có thể tưởng tượng răng chưa đóng chóp nó giống như một cái, nó không phải là một cái ống hở mà chúng ta bơm rửa xuyên qua chóp. Vì răng khi này nó nằm trong một cái lớp, một cái mô quanh chóp bao bọc bởi dây chằng quanh răng, bao bọc bởi mô quanh răng, xương, niêm mạc. Thì nếu chúng ta không bơm rửa cái áp lực quá mạnh thì dung dịch bơm rửa khi đi vào trong lòng ống tủy nó sẽ đi theo cái hướng mà có áp suất, một xe đi hướng mà có cái khoảng trống nhiều nhất, đó chính là miệng ống tủy. Do vậy nếu như các bác sĩ bơm rửa với áp lực thật là nhẹ, chúng ta có thể thử bằng cách là chúng ta bơm rửa ở ngoài trước khi đưa vào trong răng, thì chúng ta quan sát cái đầu kim, nếu mà dung dịch bơm rửa nó sẽ chảy ra thành từng giọt một thì chúng ta có thể yên tâm là bơm rửa trong lòng ống tủy mà không sợ nó quá chóp. Còn nếu như khi chúng ta bơm rửa ở ngoài miệng mà nó phun thành tia thì nó cũng sẽ có khả năng đi ra quá chóp, nó sẽ phụ thuộc vào cái áp lực khi chúng ta bơm rửa. Và cũng có một cái chú ý là chúng ta có thể sử dụng dung dịch với nồng độ thấp từ 1,5 đến 3%. Nếu chúng ta lo cái việc dung dịch bơm rửa quá chóp, chúng ta sẽ dùng dung dịch nồng độ thấp 1,5%. Dấu hiệu điều trị nội nha tái sinh thất bại là gì? Chúng ta có thể thấy những cái dấu hiệu về việc tái phát nhiễm khuẩn, ví dụ như là áp xe, ví dụ như là lỗ giò chảy mủ, hoặc là răng đau khi gõ, hoặc là cái tổn thương ở vùng trong xương, ở vùng chóp răng không lành thương. Nếu chúng ta vẫn thấy cái vùng thấu quang đấy kéo dài theo thời gian thì chúng ta sẽ giống như bất kỳ một cái điều trị viêm quanh cuống nào, nếu như cái tổn thương chúng ta theo dõi mà không lành thương thì chúng ta có thể đánh giá là cái nội nha tái sinh này thất bại. Thì với thất bại của trị nội tái sinh, chúng ta sẽ có các lựa chọn điều trị tiếp theo. Chúng ta có thể làm cái điều trị đóng chóp bằng vật liệu sinh học ở vùng chóp răng như là những cái kỹ thuật là thông thường, kỹ thuật apexification, kỹ thuật đóng chóp. Còn nếu như chúng ta ngay từ đầu đã lựa chọn kỹ thuật đóng chóp bằng vật liệu bằng MTA apexification thì chúng ta sẽ rất khó để có thể điều trị sử dụng kỹ thuật nội nha tái sinh, bởi vì là cái môi trường ống tủy bây giờ đã nó đã bị
nhiễm bẩn nó đã bị thay đổi bởi các hóa chất, các loại filler chúng ta hàn trong lòng ống tủy. Do vậy, thông thường tôi sẽ lựa chọn điều trị nội nhân tái sinh trước. Nếu như thất bại thì chúng ta có thể các phương án khác để chúng ta sửa chữa. Quay canxi hydroxide bằng lentilur hay bơm trực tiếp. Nếu dùng ống bơm canxi có sẵn đầu kim, cách chốt bao nhiêu ạ? Quay canxi hydroxide thì thực ra thì khi trên điều trị trên lâm sàng thì tôi thường sử dụng kỹ thuật dùng cách là bơm bằng xi lanh và một cái đầu bơm Navitip, vì khi này chúng ta kiểm soát được là canxi thực sự nó đã lấp đầy hệ thống ống tủy và kiểm soát được là cái đầu kim chúng ta bơm ở đâu. Và khi bơm chúng ta sẽ có động tác là lùi dần dần về phía miệng ống, tránh cho cái việc canxi bị bơm quá chóp. Còn thực ra thì tôi không có nhiều không sử dụng nhiều cái việc là quay bằng lentulo, vì một là lentulo trong ống tủy nó có thể gãy, thứ hai là canxi khi mà quay thì nó sẽ văng rất là nhiều và nó bám rất là nhiều vào cái miệng ống tủy, miệng của phần ba thân răng, và không thể biết được là nó đã đi được đến chóp răng hay chưa. Sau khi đặt MTA lên cục máu đông thì chờ thời gian bao lâu rồi chám GIC Composite? Chúng ta có thể chám ngay khi chúng ta đã hoàn thành cái việc đặt MTA lên cục máu đông, và bởi vì MTA khi này nó chưa đông cứng hoàn toàn cho nên chúng ta có thể sử dụng các loại GIC. Và phía trên GIC chúng ta sẽ etching bonding để và hàn composite như thông thường. Còn nếu hàn trực tiếp composite lên trên cái MTA này thì khi rửa trôi, khi bơm rửa sau cái etching thì có thể sẽ làm rửa trôi luôn cả MTA. Sau khi kích chảy máu đặt MTA trong bệnh nhân có khó chịu thì không, thông thường thì tôi không thấy có bệnh nhân nào phàn nàn việc là khó chịu sau khi điều trị ngày đầu tiên cả, bởi vì cái tổn thương chúng ta kích thích ở vùng chóp răng nó rất là nhỏ. Bệnh răng gãy vỡ sau nội nha tái sinh có thể là phục hình tức thời được không ạ? Phục hình tức thời. Đặt canxi, đặt chlorhexidine ở các lần hẹn. Bệnh răng bị gãy vỡ phục hình tức thời, thực ra điều trị nội nha tái sinh thì sau khi điều trị chúng ta có thể bảo vệ cái kết quả chúng ta đạt được với các phục hình thì cũng là điều tốt. Tuy nhiên thì các bác sĩ cũng nên cân nhắc cái việc là chúng ta cần theo dõi, cần theo dõi theo thời gian, bởi vì điều trị nội nha tái sinh này chúng ta không kiểm soát được tất cả các yếu tố để đảm bảo chắc chắn rằng cái việc các yếu tố của cái công nghệ mô được tập trung đầy đủ, ví dụ như tế bào gốc, ví dụ như là yếu tố tăng trưởng hoặc là cái giá thể, chúng ta đều không phải là các yếu tố chúng ta có thể kiểm soát được chắc chắn. Do vậy là nên có thời gian để theo dõi, và nếu như thất bại sau khi điều trị nội nha tái sinh, chúng ta còn có các lựa chọn khác để chúng ta có thể can thiệp. Sau khi có một câu hỏi là trên cây lâm sàng, tôi đã trình bày nang xương hàm trên nó răng 1-4. Nang xương hàm trên nó răng 1-4 khi điều trị nội nha tái sinh, làm sao để cục máu đông? Câu hỏi của bạn có thể trình bày là nếu những răng mà có tổn thương lớn quanh chóp hoặc là có nang thì làm thế nào để tạo cục máu đông sau khi sửa soạn nếu như nó chứa dịch nang? Câu hỏi rất là hay. Chúng ta sẽ không cần thiết phải ngay lập tức tạo ra cái cục máu đông đấy trong những lần đầu tiên, và qua các lần hẹn khi chúng ta làm sạch ống tủy và đặt canxi hydroxide thì cái nang này nó sẽ khô, nó sẽ khi chúng ta có thể thấm khô được cái ống tủy, chúng ta không còn thấy có dịch nang đẩy lên trên. Rất nhiều trường hợp mà tôi quan sát được là cái dịch nang tự áp suất của nó đẩy cái dịch từ chóp răng qua hết chiều dài chân răng và đẩy ra ngoài miệng ống tủy. Thì qua các lần hẹn các bác sĩ sẽ đánh giá cái răng đấy, cái tổn thương nó đã được kiểm soát hay chưa, nó có còn chảy mủ, chảy dịch hay không. Và thực ra khi thực hành lâm sàng thì tôi quan sát trên kính hiển vi rất là nhiều, do vậy là tôi có thể nhìn trực tiếp đến tận vùng chóp răng. Thông thường thì cái vùng chóp răng này nó sẽ có các tế bào, có các mô ở vùng chóp răng, cũng thể là các mô viêm. Nó có bao quanh cái lỗ chóp chứ nó không phải là hở và nó trống rỗng. Thế do vậy là tôi cũng tương đối yên tâm khi việc bơm rửa bằng dung dịch hypochlorite. Các bác sĩ cũng rất hay hỏi là nếu như
lỗ chóp mở rộng như vậy thì bơm rửa có thoát ra ngoài không, thì đó cũng là cái lý do một trong cái mà tôi có thể sử dụng hypochlorite khi bơm rửa, đó là ngay cả khi răng có tình trạng viêm quanh cuống rất là lớn, tổn thương quanh cuống lớn, thì cái vùng quanh chóp răng này vẫn có các tổ chức mô, có thể là các mô hạt, mô viêm bao quanh, chứ nó không phải là một cái vùng trống rỗng hoàn toàn, và khi bơm rửa thì dung dịch sẽ ngay lập tức lọt qua cái lỗ chóp mở này. Chúng ta sẽ đặt thuốc làm sạch qua các lần hẹn đến khi nào chúng ta có thể thấm khô được, thấm khô được ống tủy không còn chảy mủ nữa, thì chúng ta sẽ tiến hành kích thích chảy máu. Và nếu như khi chúng ta kích thích chảy máu mà nó không tạo được cái chảy máu trong lòng ống tủy, thì các bác sĩ có thể làm sạch, đặt thuốc, đặt canxi thêm một thời gian nữa và tiến hành kích thích chảy máu các lần hẹn tiếp theo. Thậm chí có một vài nghiên cứu trên lâm sàng họ đã thử nghiệm việc là họ điều trị nội nha tái sinh trên một răng nhiều chân, răng hàm lớn hàm dưới, và khi kích thích chảy máu thì chỉ có các răng ống gần có chảy máu, còn chân răng ống xa không chảy máu, và họ ngay lập tức họ rút cái máu ở ống gần đó họ bơm vào ống xa. Thì đó cũng là một cái lựa chọn điều trị, và họ vẫn báo cáo rằng là cái điều trị nội nha tái sinh ở trong trường hợp này vẫn đạt được cái thành công như mong muốn. Thì đó cũng là một cái lựa chọn trong trường hợp là nếu như chúng ta không có thể kích thích chảy máu được trên cái răng mà có tổn thương quanh cuống lớn. Rửa hypochlorite xong rửa sạch bằng nước muối rồi sau đó EPA được không ạ? Hoàn toàn có thể được. Một câu hỏi là nếu chúng ta bơm rửa hypochlorite xong chúng ta rửa sạch bằng nước muối sau đó mới bơm rửa EPA được ạ, và cũng không có, ngay cả khi chúng ta bơm rửa trực tiếp bằng EPA ngay sau hypochlorite thì cũng không có vấn đề gì. Trong quá trình điều trị thì EDTA nó sẽ làm bất hoạt cái độc tính của hypochlorite, nó cũng là một cái tính chất mà chúng ta đang mong đợi. Thời gian bác sĩ đặt canxi và hỗ trợ ba kháng sinh bao lâu sẽ đạt hiệu quả tốt nhất? Trung bình thì tôi sẽ đặt trong 2 tuần, còn trường hợp mỗi bệnh nhân sẽ khác nhau. Nếu như bác sĩ thấy rằng là sau khi điều trị bệnh nhân vẫn còn cái tình trạng viêm nhiễm vùng quanh cuống trên lâm sàng hoặc là ống tủy vẫn chưa thấm khô được, chúng ta tiếp tục đặt thuốc và hẹn điều trị các buổi tiếp theo. Câu hỏi bác sĩ dùng MTA nào ạ? Hiện nay cũng chưa có một cái nghiên cứu nào chỉ ra được rằng là MTA của hãng này tốt hơn MTA của hãng khác. Đấy là một cái điều rất là được hay đặt câu hỏi trong các buổi báo cáo, mọi người cũng hay hỏi là MTA dùng loại nào thì tốt. Thực ra thì cũng không có một cái nghiên cứu nào chứng minh được MTA nào tốt hơn loại nào. Các bác sĩ nên thử dùng các loại MTA và chúng ta sẽ xem là cái khi quá trình thao tác trên lâm sàng thì loại nào phù hợp với chúng ta nhất, chúng ta quen dùng nhất, chúng ta có thể dùng loại đó. Chúng ta cũng có thể sử dụng canxi silicate với cái sản phẩm là Biodentin, thì nó có cái ưu điểm là đông cứng nhanh và nó không gây đổi màu răng. Thì do vậy là kể cả chúng ta có đặt cao lên gần đến thân răng chăng nữa thì nó cũng sẽ không gây đổi màu răng, và cái thời gian đông cứng nhanh giúp cho chúng ta hàn các lớp vật liệu vĩnh viễn phía trên nó sẽ dễ dàng hơn. Các quy trình, có một câu hỏi là các quy trình cần môi trường vô trùng như thế nào? Thứ nhất thì là chúng ta nên điều trị dưới việc đặt đê cao su. Khi chúng ta đặt đê cao su thì chúng ta sẽ ngăn được cái việc nhiễm khuẩn từ môi trường miệng ngược lại vào trong răng, cũng như là các dung dịch bơm rửa chúng ta có thể sử dụng mà không lo kích thích cũng như là làm cho bệnh nhân thấy khó chịu. Thứ hai là với những cái dụng cụ như là cái dụng cụ chúng ta đưa đến chóp răng để kích thích chảy máu thì chúng ta nên sử dụng các loại file được đóng gói hấp sấy vô khuẩn, chứ chúng ta không nên dùng trong rất nhiều trường hợp chúng ta dùng cái file như trong hộp dụng cụ chúng ta để lẫn với nhau thì nó sẽ không đảm bảo vô khuẩn, và khi kích thích thì cái việc lành thương nó sẽ rất là kém nếu như có nhiễm khuẩn và viêm xảy ra. Chúng ta cố gắng là cách ly và vô khuẩn tối đa để có thể đạt được cái thành công trong điều trị. Một câu hỏi rất hay là đối với răng bật khỏi ổ thì nội nha tái sinh có thể làm được không? Thì người ta có một cái lời khuyên rất là rõ là nếu như đối với răng mà chật khớp hoàn toàn bật ra khỏi ổ răng và chúng ta cấy lại răng ấy, thì chúng ta không nên thực hiện
nội nha tái sinh ngay lập tức, mà chúng ta sẽ theo dõi theo thời gian, vì những răng bật khỏi ổ thì nó vẫn có khả năng có thể hồi phục lại tùy răng. Do vậy là chúng ta sẽ theo dõi theo thời gian, nếu như cái răng này nó có triệu chứng của tùy hoại tử hoặc là viêm quanh cuống thì chúng ta lúc này có thể điều trị phương án nội nha tái sinh. Một câu hỏi là màng đặt trên cục máu đông phía dưới MTA thì bác sĩ Long thường dùng gậy nào? Thì thực ra tôi đã trình bày rất là rõ là cái lớp xốp collagen đặt trên cục máu đông nó chỉ có mang tính chất là nâng đỡ, nó mang tính chất là nâng đỡ vật lý, nó không tham gia vào cái việc là kích thích biệt hóa hay là về tính chất hóa học hay là sinh học. Do vậy chúng ta cứ dùng cái lớp xốp collagen cầm máu thông thường, và chúng ta nên dùng các loại xốp collagen mà không có tẩm các chất tẩm máu. Ví dụ như một vài loại xốp collagen có tẩm các chất cầm máu thì có thể tác động tiêu cực đến cái việc sống sót của tế bào gốc hoặc là biệt hóa các tế bào gốc. Răng mình đang kích thích đóng chóp bằng canxi hydroxit thì có thể lấy ra và điều trị lại theo nội nha tái sinh được không ạ? Lại có thể được, với điều kiện là sau đó chúng ta phải tiến hành bơm rửa lại theo đúng cái quy trình của nội nha tái sinh, bởi vì cái việc bơm rửa nó đóng góp một cái vai trò rất quan trọng để thu hút được, một là tạo được cái môi trường thuận lợi cho tế bào gốc tập trung và sống sót, thứ hai là bộc lộ các yếu tố tăng trưởng nằm trong lớp ngà răng, cho nên là bác sĩ có thể thực hiện lại cái kỹ thuật nội nha tái sinh sau khi mà đã đóng chóp bằng canxi hydroxit. Chúng ta có thể thực hiện kỹ thuật này với răng đã đóng chóp hay không? Thực ra thì đây là một cái hướng rất là hay, đó là chúng ta không phải là chỉ sử dụng kỹ thuật nội nha tái sinh trên những răng chưa đóng chóp. Đã có nhiều nghiên cứu họ thực hiện trên những răng vĩnh viễn đã đóng chóp, và thậm chí là với những răng có bệnh lý là viêm tủy không hồi phục, chứ không phải là bệnh lý viêm quanh cuống hoặc là tủy hoại tử. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên tắc cơ bản là chúng ta vẫn hy vọng là có sự tập trung của tế bào gốc trong lòng của ống tủy, và nó sẽ biệt hóa thành các tế bào thay thế cho mô tủy răng. Thì những cái nghiên cứu mà chỉ ra được là có sự sắp xếp của các tế bào giống với cấu trúc của mô tủy răng, những cái nghiên cứu mà nó giống nhất thì là thực hiện trên kỹ thuật với những răng mà mô tủy trong tình trạng là tủy viêm tủy không hồi phục. Do vậy là có thể trong tương lai với các nghiên cứu đã chứng minh được tính hiệu quả thì có thể chúng ta có thể ứng dụng cái kỹ thuật nội nha tái sinh này trong rộng hơn trong những trường hợp là tủy viêm tủy không hồi phục. Thì tuy nhiên nếu như bác sĩ thực hiện kỹ thuật này thì nên trao đổi rõ ràng với bệnh nhân, cũng như là có một cái chiến lược theo dõi, cũng như là trao đổi thông tin với các đồng nghiệp cẩn thận, bởi vì là cái hình ảnh cái việc răng có chất hàn ở phần 1/3 phía trên và thiếu 2/3 phía dưới thì nó rất là gây dễ nhầm lẫn với cái việc là điều trị bỏ sót ống tủy. Mọi người có một vài câu hỏi về collagen nào không có chất cầm máu thì mọi người có thể tìm chất cầm máu SpongeGel. Nó là xốp collagen thông thường, không hề có tẩm thêm các chất cầm máu như là sắt sunfat. Có lẽ là các bác sĩ sẽ trao đổi với các hãng vật liệu cũng như là tìm hiểu về cái thành phần của cái xốp collagen, vì thực ra tôi nghĩ cái này không phải là khó tìm. Một câu hỏi là so sánh tỷ lệ thành công của phương pháp này và tạo nút chặn chóp MTA. Trong bài trình bày cũng đã có một cái nghiên cứu họ có so sánh cái phương pháp này và nút chặn chóp MTA, thì họ nhận thấy là về cái tỷ lệ sống sót thì cả hai kỹ thuật tương tự nhau. Tuy nhiên thì MTA và canxi hydroxit đóng chóp thì rất là kém trong việc là làm tăng kích thước về chiều dài như độ dày của thành ống tủy, và chỉ có phương pháp nội nha tái sinh thì có hiệu quả cao trong cái việc là làm gia tăng kích thước về chiều dài cũng như độ dày của thành ống tủy. Dặn dò ăn uống giảm đau cho bệnh nhân sau khi điều trị. Thực ra thì sau khi điều trị tôi thấy bệnh nhân rất ít đau, tại vì cái việc chúng ta kích thích chảy máu nó rất là nhỏ,
Và thuốc tê ở đây cũng đã có sử dụng trong quá trình làm thì nó hoàn toàn đủ để bệnh nhân không thấy đau ngay cả sau khi điều trị. Ở đây thì tôi thấy các câu hỏi của bác sĩ đã gần như là đã được giải đáp. Nếu như mà các bác sĩ còn có câu hỏi nào mà tôi chưa trả lời thì vui lòng gửi có thể gửi vào email và tôi sẽ dành thời gian trả lời. Và ngày hôm nay thì thực sự là có rất là nhiều sự kiện xảy ra và cái việc trình bày nó có thể gặp một vài vấn đề về cách diễn đạt. Thì tuy nhiên thì hy vọng là các bác sĩ ngày hôm nay cũng đã có một cái lựa chọn mới trong điều trị và hy vọng rằng là kỹ thuật điều trị nội soi tái sinh này sẽ được sử dụng rộng rãi trong điều trị các răng vĩnh viễn tủy hoại tứ chi đóng chóp. Với một cái lý do mà kỹ thuật này thì có thể dễ dàng được sử dụng, đó là bởi vì kỹ thuật này không đòi hỏi thêm bất kỳ một cái vật liệu cũng như là cái dụng cụ nào mới, mà chúng ta hoàn toàn sử dụng các vật liệu và dụng cụ đang có trong điều trị nội soi thông thường của chúng ta. Thì vấn đề nó chỉ là việc áp dụng và phương pháp làm việc, còn nó không đòi hỏi một cái vật liệu hay dụng cụ mới nào khác để chúng ta có thể thực hiện được kỹ thuật này. Thì hy vọng là các bác sĩ đã có cho mình một cái lựa chọn mới trong điều trị và trong tương lai thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là các nghiên cứu sẽ mang đến cho chúng ta lựa chọn gì.